Rồi, xin chào anh Lét Hà Tĩnh này, xin chào anh Rồng, em Rồng Việt này, xin chào anh Đắc Tú nhé, anh Vũ Trung Đông, Vũ Đông Trung. Rồi, ok, anh Nhất cho em xin điểm chốt đối với Techcombank. Anh chị nhớ giúp em Nhất một like nhé và thả giúp em Nhất một quả tim rồi nhé chị nhá. Techcombank thì bật tăng khá tốt rồi, tím anh em nhịp này quá nhiều rồi với cổ phiếu Techcombank rồi, nhặt ở đây, nhặt ở cái quanh vùng này đó. Room khuyến nghị của Nhất thì vẫn đang nắm giữ đó, đối với Techcombank cũng như một số cổ phiếu khác này, như Techcombank này, MBB này, EIB này, đó. Mua trước khi nó bật tăng luôn anh chị. Đó. Còn nhịp này đối với Techcombank thì target quanh tầm khoảng 35 đến vùng 38, thì trong ngắn hạn nó đang bật tăng thì lên giữ thêm, nó thời điểm hiện tại vượt hết cản rồi, đó. Thì đâu đó là đôi khi lực cầu vào mạnh nó có thể lên đến quanh vùng 38, nhưng bắt đầu xác định là đâu đó tầm khoảng 35, bởi vì đây là cái vùng mà trung bình giá của nhà đầu tư 60 tuần, 65 tuần gần nhất đấy nhá. 65 tuần gần nhất. Đó, như vậy thì nó trung bình giá của nhà đầu tư tầm khoảng 1 năm gần đây. Đó. Như vậy thì cái điểm cao nhất này, điểm thấp nhất của 1 năm gần đây chia đôi ra thì nó ở đây này. Cho nên cái lượng hàng nhà đầu tư kẹt ở vùng này, đối với nhà đầu tư vẫn còn nắm kẹt hàng quanh vùng này thì cái trung bình giá của họ quanh tầm khoảng 35 đến vùng 38. Cái áp lực tiếp cung nó sẽ lớn. Đó. Nhưng cái nhịp này Techcombank nó sẽ đâu đó nó có cơ hội tạo đáy, nó đi lên rồi, nó lên là cái khả năng gặp những cái vùng nhảy nó xung rắc tích lũy thôi, nó không chưa phải là kết thúc trend, nhưng đó là cái vùng mà target ở trong ngắn hạn và trung hạn, ít nhiều quanh nhịp này nó sẽ rung lắc tích lũy trở lại. Cho nên trong ngắn hạn này chúng ta chưa nhìn thấy target, nhưng nếu mà nhìn vào những cái khung dài hạn hơn thì chúng ta sẽ thấy được vùng áp lực tiếp cung, khả năng quanh vùng 35 đến vùng 38 nhá. Đối với Techcombank nhịp này đang bật tăng thì lên giữ thôi, cũng lên chưa vội đoán đỉnh vội nhá, bao giờ nó có biến ở trong ngắn hạn lúc đó mới cần thiết phải bán, được không ạ? Đó, chúng ta chưa vội đoán đỉnh vội khi một cổ phiếu nó đang tăng tương đối tốt, giống như các cái cổ phiếu giai đoạn vừa qua này, FTS này đó, cũng như là các cổ phiếu như CTD này, CTD này. Nhất là củng cố tinh thần anh chị, phím anh chị trên livestream đó, và khuyến nghị trong room khuyến nghị vẫn củng cố tinh thần anh chị nắm giữ đến thời điểm hiện tại đối với CTD, đúng không? Chưa vội đoán đỉnh vội cầu nó vào tốt như này, chúng ta chưa biết được nó sẽ tăng đến đâu đó, cho nên làm sao anh chị lên giữ tối ưu hóa lợi nhuận. DIG cũng vậy, đúng không ạ? Vẫn củng cố tinh thần anh chị làm những cái video phím anh em ở trên cái kênh YouTube này, nhặt DIG cơ hội bắt đáy nắm giữ trong trung dài đó. Thế nên nhiều anh chị mua 10% 15% sau đó đã hỏi bán rồi, mà cụ cổ phiếu này khi mà cầu vào tốt, một khi bắt được vùng đáy thì cái cơ hội trong trung dài hạn nó rất sáng, lên tối ưu hóa lợi nhuận. À, VND cũng vậy đó, thậm chí là room của Nhất nắm giữ quanh vùng này vẫn củng cố tinh thần anh chị trên livestream xuyên suốt trong vòng 6 đến 7 tháng vừa qua, củng cố tinh thần anh chị nắm giữ. Có rung lắc trong ngắn hạn thì mình tranh thủ mình lướt thôi, làm sao tối ưu hóa lợi nhuận ở trong trung hạn. Mặc dù thời điểm hiện tại đang được 80% nhưng mà lướt được những cái nhịp này tầm khoảng 10 đến 20%, một nhịp, hai nhịp, ba nhịp, bốn nhịp. Nhịp này nhịp thứ năm đó. Đó. Vừa giữ được hàng trung hạn lại vừa lướt lát ăn được 5 10 đến 15% ở trong ngắn hạn. Có tuyệt vời không ạ? Đó, thì cái room này nó là làm được điều đó giúp anh chị. Đặc biệt là đối với anh chị nào mà bận rộn không có thời gian bám sát với thị trường. Đó. Bán quanh vùng cản kiên nhẫn chờ đợi, nhặt lại. Đó, mua lại. Đúng không? Bán quanh vùng này, nhiều anh chị về đây đã hỏi mua, Nhất chia sẻ anh chị kiên nhẫn đi. Nó về đúng điểm đẹp thì mình mua. Bán vùng này cũng vậy, chia sẻ anh chị kiên nhẫn, mình về cái vùng thuận lợi mình nhặt. Đó. Vùng trung bình giá của nhà đầu tư tầm khoảng 3 4 tháng gần nhất mình nhặt. Rồi. Anh thủ lướt lát trong ngắn hạn. Cho nên anh chị nào mà bận rộn ấy, mà danh mục quá nhiều ấy, thì đây cũng là cái room tương đối hữu ích giúp anh chị đấy nhá. Đặc biệt anh chị vẫn vướng phải tâm lý gồng lỗ và chốt lời lon anh chị nhá. Đó, thì cái room này giúp anh chị kiểm soát rủi ro danh mục tương đối ổn anh chị nhá. Thống kê cho chị những điểm mua điểm bán, thậm chí anh chị nào đánh trong ngắn hạn thì cũng có room của anh em trong team này. À, room này là room thứ hai, room này là room chung dài hạn này, room này là room lướt sóng trong ngắn hạn này. Đó. Đều có đâu đó 15 đến 20 anh em bám sát quản lý danh mục cho anh chị hàng ngày trong phiên và liên tục hàng tuần họp lại với nhau, 15 đến 20 anh em họp lại với nhau đánh giá thị trường, review điểm mua cổ phiếu, điểm chốt lời, cắt lỗ, rời lên đâu. Cho nên là sẽ quản lý danh mục cho anh chị tương đối là sát trong phiên này nhỉ.
Cho nên anh chị nào chưa có room nào quản lý giúp anh chị nó rõ ràng như này, có thể là kết nối với Nhất qua số điện thoại này, hoặc là anh em đang livestream trên kênh YouTube này anh chị nhé. KBC, KVC đúng không? KVC điểm vào à? Điểm vào đâu đó phải kiên nhẫn chờ tầm khoảng 2.1 anh chị nhá. Ít nhất phải trung bình giá tầm khoảng 20 phiên gần nhất. Đó, cầu vào là khá tốt rồi, lên kiên nhẫn chờ. Ưu tiên nhịp giá đỏ, hạn chế mua giá xanh như này anh chị nhá. Đó. Đôi khi là hàng chiều nay về hoặc là ngày mai về, cái lượng hàng mua ở đây nó sẽ mang hàng ra bán. Đó. Mua ở những nhịp mà những nhịp cao như này thì anh chị sẽ rủi ro cái là nó rung lắc về đây này. Đôi khi anh chị chạm cắt lỗ xong rồi anh chị mới bật anh chị chạm cắt lỗ, cắt xong thì nó mới bật tăng. Thế những cổ phiếu như này thà không mua được còn hơn là nhảy vào vùng không thuận lợi. Đã liều thì phải liều giá đỏ, còn hạn chế liều giá xanh những cổ phiếu nó đã tăng tương đối mạnh tầm khoảng 50% đến 70%. 2 4 6 8 10. Như vậy thì trong vòng 2 tuần nó bật tăng từ giá 1.2, 1.3 mà lên giá 3 chấm. Như vậy nó bật tăng được trên 100% trong vòng 8 phiên. Anh em đu vào thì đôi khi nó rung lắc. Nếu giả sử anh chị đu vào 3 chấm mà 2 phiên mà nó về đến 2.3, anh chị mất bao nhiêu ạ? 7 like. Tương đương mất 30% trong vòng 2 phiên. Đó, biên độ nó rất rộng. Đó, liều thì ít nhất phải liều nhịp giá đỏ. Những cổ phiếu đã tăng cả 100% rồi. Đúng anh chị? Cái quan trọng nhất của những cái room của Nhất ấy là cái bảo toàn vốn và quản trị rủi ro. Mà những nhà đầu tư chuyên nghiệp hay nhà đầu tư có tiếng thì họ quan trọng nhất về cái việc quản trị rủi ro là ưu tiên hàng đầu. Đúng không ạ? Còn tiền mình còn cơ hội. Rồi ok, đối với KVC nhé, phải chờ đâu đó tầm khoảng 2.1. Nhịp này xanh thì cứ bình tĩnh. Nó lình xình, nó bắt đầu chứng lại cái đà tăng rồi lên chờ những nhịp trung bình giá tầm khoảng 17 phiên gần nhất cho nó an toàn. Anh chị nhá. Chào Nhất nhà. Rồi ok, anh xin chào anh. Like ủng hộ anh Nhất mọi người ơi. Rồi cảm ơn em Dòng Việt nhá. Xin chào anh Hoàng Hải. Em chào chị Trần Thùy nhá. Ok, anh chị nào chưa like thì like giúp em Nhất cả nhá anh chị nhá. Anh chị xem sau thì nhớ like và thả giúp em Nhất một quả tim nhá, để khích lệ tinh thần em Nhất cũng như là giúp cho kênh. Cảm ơn anh chị rất nhiều nhá. VCG này. À, anh Nhất em vừa like rồi ạ, tối về xem lại, cảm ơn em nhé. Nó anh chị nào đâu đó bận rộn thì có thể vào like giúp em Nhất cái thì tối xem lại cũng được. Cảm ơn em tiến bộ rất nhiều nhé, đánh giá cao tinh thần của em tiến bộ nhé. Cảm ơn em tiến bộ rất nhiều nhé. Cảm ơn 61 anh chị đã like, cảm ơn anh chị rất nhiều. Cảm ơn chị Trần Thủy nhé, cảm ơn em tiến bộ thả tim này. Xin hỏi chiều mua VCG. VCG thì nhịp này đâu đó phải chờ quanh tầm khoảng 21.1 đó, 21.1 hoặc quanh vùng 20.8 đến 21.1 thì đó, tầm khoảng cộng trừ tầm khoảng 3 like. Bình tĩnh anh chị nhá, nhịp này đang tích lũy này. Một là anh chị có thể mua quanh tầm khoảng 20.8, 21. Hai là anh chị mua khi nó break out hẳn đi, vượt 22.2 đi, thì nó là hai cái vùng mà có khả năng bật tăng được ngay trong T cộng nhé. Nó bật tăng được ngay trong T cộng thì anh chị kiểm soát được rủi ro trong T cộng nó sẽ tốt hơn. Đó. 21 bắt đầu mua về 28 được. Thì sợ nhịp này nó không chỉnh về, bởi vì trong vòng 3 tuần gần đây là những cái phiên mà biên độ giá tăng mạnh này, khối lượng tham gia mạnh như này cho thấy dấu vết của những dòng tiền lớn họ đang mua vào VCG. Cho nên là nó có câu chuyện ở đằng sau rồi. Đó. Cho nên là cầu vào khá tốt rồi. Cho nên nhịp này mà nhặt càng sớm càng tốt. Đó. Nhặt càng sớm càng tốt. VCG thì Nhất cũng mới nhặt rồi. Đó, hiện tại thì đang được tầm khoảng 3,81%. Nó cũng phím anh em trên livestream trong nhịp trước này. Đó, nhặt quanh cái nhịp này này. Nó bật tăng lên thì mình mua sớm, càng sớm càng tốt. Cầu nó đang vào tốt rồi, rung lắc thì cũng có thể nhặt. Hạn chế mua xanh nhá. Nhịp này nó đang tiệm cận cái vùng đỉnh này. Nó phải hấp thụ được cung tiết ra quanh vùng đỉnh và break out hẳn 22 cơ. 22.2 thì lúc đó anh chị mới mua giá xanh được. Nó nhịp này chưa vượt thì cứ ưu tiên giá đỏ anh chị mua nhé, để thiết lập được vùng quản trị rủi ro nó tốt hơn. VCG, anh Vũ Trung Đông nhé. DXG 14.3 giữ hay bán? Thanh Ác
14.3. Giữ được, hôm nay nó quanh vùng hỗ trợ 14.5 này, vẫn giữ được anh chị nhá. Đó, nhìn vừa qua thì phím anh em DXG vùng này là rất nhiều, gia tăng thêm ở đây này. Đó. Phím anh em trên livestream cả tuần rồi quanh vùng này. Hiện tại thì danh mục vẫn đang nắm giữ DXG này, đó. DXG, DXS này, đúng không ạ? Nhặt phiên ngày mùng 8 tháng 4 thời điểm hiện tại 17%. Nó vẫn củng cố tinh thần anh chị nắm giữ đến thời điểm hiện tại thôi. Nhịp này thì đối DXG thì chưa vào sóng, nó vào sóng rồi vượt tầm khoảng 15.5 mới bắt đầu vào sóng mạnh được. Nhịp này nó vẫn đang hấp thụ thêm cái cung ở quanh những vùng đỉnh trong ngắn hạn này. Đó. Breakout tầm khoảng 15.5 thì bắt đầu chạy. Nhịp này nó về đến vùng hỗ trợ rồi thì không bán nữa anh chị nhá. Cầu vào tầm khoảng 1 tháng đây, gần đây là khá tốt rồi. Còn đây là đang tích lũy, anh chị nên giữ thêm nhé. Nó cổ phiếu DXG. Cho mình xin điểm mua mới đối với DRH. Anh chị Hà Nguyễn. Ok, xin chào anh Phan Sinh nhé. Cảm ơn anh Phan Sinh comment số 1. Chào anh chị Phương Trần. Chào cô Hoàng Thị Hằng. Rồi, xin chào anh chị Nguyễn Hảo. Cho mình xin điểm mua mới đối với DRH. DRH nhịp này anh chị kiên nhẫn chờ tầm khoảng 6.1, 6.2 chị nhé. Trung bình giá của 17 phiên gần nhất. Nhịp này nó đang chững lại đà tăng tầm khoảng 4 phiên gần đây. Rồi phiên ngày mai hồi phục nhưng mà thanh khoản nó vẫn còn hạn chế. Dưới trung bình tầm khoảng 6,8 triệu cổ. Đó, như vậy thì đâu đó động lực hồi hôm nay này vẫn là tương đối thấp. Vẫn là kiên nhẫn chờ đợi quanh tầm khoảng 6.2 nhặt DRH anh chị nhé. Đó, nhặt là phải nhặt quanh những vùng hỗ trợ như này này. Đó. Nhịp trước cũng phím anh em ở trên livestream này DRH anh em nhặt để nhặt quanh cái vùng này. Đó. Trong giai đoạn tới như vậy nó đang lình xình chứng lại đà tăng thì mình kiên nhẫn chờ tầm khoảng 6.2 anh chị nhé. NSD chiều giữ 6.4, anh Đào Đại Hoàng đúng không? NSD 6.4 nhịp này vẫn hơi đùa, nhặt chuẩn ở quanh tầm khoảng 6.25. Đường Kijun và Tenka nó đang chập vào nhau này, nó cái vùng hỗ trợ trong ngắn hạn. Nó cái chỉnh về Kijun Sen nó bật tăng lên, chỉnh về Kijun Sen nó bật tăng lên. Đó. Thì 6.4 thì thời điểm hiện tại thì cũng lên giữ thêm, dù gì nó cũng quanh vùng hỗ trợ tầm khoảng gần 6.25, 6.3. Nghe chị nhá, NED thì vẫn có thể giữ được. Anh Đào Đại Hoàng nhé. Cô Lê Thị Hải này cho cô hỏi DST còn mua được không? Ở DST hai phiên gần đây thì chia sẻ cô và anh chị này nhập quanh tầm khoảng 4.6 đúng không ạ? Hôm nay nó về 4.6 nếu bật tăng lên rồi. Đó, làm sao cô nhặt được quanh vùng 4.66, 4.7 là tốt nhất. Cô nhá. Đó, nhịp này nó vẫn đang thể hiện một cái nhịp tích lũy đâu. Đó, phiên ngày mai hồi phục với thanh khoản gia tăng là yếu tố tích cực. Nên cứ bình tĩnh, khi nó đang tích lũy thì cô cứ chờ quanh cái tầm khoảng 4.6, 4.7. Lên 5 chấm như vậy thì thành ra là nó cũng bật tăng tầm khoảng 5% rồi. Đâu đó gần 10% rồi, đúng không? Đó, cho nên là kiên nhẫn chờ nha cô nhá. Đó, nhặt thì vẫn nhặt được, quanh 4.6, 4.7 vẫn nhặt được cô Hải ạ. Rồi, xin chào cô Lê.